Phi cơ quân sự Myanmar lao khỏi đường băng ở Ấn Độ. Phi cơ quân sự Myanmar lao khỏi đường băng khi hạ cánh xuống sân bay Lempu, miền đông Ấn Độ để đón binh sĩ của Naypyidaw về nước. Tai nạn xảy ra vào khoảng 10 giờ 30 phút, 12 giờ giờ Hà Nội, ngày 23 tháng 1, khi phi cơ Sasan CE-8 của quân đội Myanmar đang hạ cánh xuống sân bay Lempu, bang Mizoram. Hình ảnh trên truyền hình địa phương cho thấy phi cơ nằm giữa các bụi cây, phần thân bị cong, nứt vỡ. Quan chức cơ quan sân bay Ấn Độ AAI tại Lempu nói chiếc Y-8 đến Mizoram để đón 92 binh sĩ Myanmar. Đây là nhóm cuối cùng trong số 276 binh sĩ Myanmar phải chạy sang Ấn Độ tuần trước, do bị các nhóm phiến quân bất ngờ tấn công. 184 binh sĩ Myanmar đã về nước hôm 22 tháng 1. Chính quyền quân sự Myanmar cho biết tai nạn xảy ra do động cơ máy bay bất ngờ trục trặc trong lúc hạ cánh. 8 thành viên tổ bay bị thương và đang được điều trị. Vùng biên giới của Myanmar là nơi trú ngụ của hơn chục nhóm phiến quân, trong đó một số nhóm đã đối đầu với quân đội suốt nhiều thập kỷ để giành quyền tự chủ và kiểm soát nguồn tài nguyên thiên nhiên. Các cuộc giao tranh làm rung chuyển khu vực biên giới Myanmar, Ấn Độ từ tháng 11, khi nhóm quân đội Arakan AA tấn công lực lượng an ninh, vi phạm lệnh ngừng bắn với chính quyền quân sự Myanmar được duy trì từ năm 2021. AA hồi đầu tháng tuyên bố đã kiểm soát Palekwa, thị trấn lớn ở bang Chin, và 6 căn cứ của quân đội Myanmar dọc biên giới với Mizoram. Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Amit Shah ngày 21 tháng 1 đã thăm vùng đông bắc nước này, tuyên bố chính phủ sẽ xây hàng rào dọc theo biên giới dài 1.600 km với Myanmar. Ấn Độ cũng cân nhắc dừng cho phép người dân giữa hai nước tự do đi lại giữa hai bên. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.